cách để kiếm tiền trên TikTok Shop từ A đến Z. Trong video này em sẽ hướng dẫn cho các anh chị cụ thể từng chi tiết, từng bước một. Anh chị chỉ cần xem hết video và làm theo em hướng dẫn, chắc chắn anh chị sẽ kiếm được tiền ngay sau khi anh chị xem hết video này. Bước đầu tiên, các bạn tải cái TikTok Seller về. Với điện thoại iPhone thì các bạn vào App Store, các bạn tải cái ứng dụng này. Còn với điện thoại Android thì các bạn sẽ vào CH Play, các bạn tải cái ứng dụng này về. Tiếp theo thì các bạn sẽ mở cái ứng dụng này lên. Thì khi mà các bạn mở cái ứng dụng lên á, ở trong này người ta đã hướng dẫn rất là kỹ cái cách để mình đăng ký như thế nào, rất là đơn giản thôi. Thì sau khi các bạn đăng ký xong thì các bạn sẽ có một cái tài khoản TikTok Seller, TikTok Shop như thế này đây. Rồi bước tiếp theo các bạn chỉ cần chọn vào cái phần cài đặt này. Các bạn sẽ liên kết với cái tài khoản TikTok của mình. Các bạn chọn vào tài khoản TikTok liên kết. Rồi các bạn chọn vào cái tài khoản tiếp thị. Một cái tài khoản TikTok Seller này các bạn có thể liên kết với 4 cái tài khoản TikTok. Khi mà các bạn liên kết với cái tài khoản TikTok của mình thì cái tài khoản TikTok mới tạo không có follow nào, các bạn vẫn có thể bật được giỏ hàng khi mà các bạn được liên kết với cái tài khoản TikTok Seller này. Rồi sau khi mà các bạn đã có cái giỏ hàng trong cái kênh TikTok của mình á, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cách nào để mình sẽ chọn sản phẩm để mình có thể kiếm được thu nhập ngay lập tức. Khi mà các bạn có cái giỏ hàng như thế này thì các bạn chỉ cần chọn vào cái giỏ hàng. Tiếp theo các bạn chọn vào cái dòng chữ TikTok Shop này cho mình. Rồi ở đây thì các bạn chỉ cần chọn vào là sàn sản phẩm nè. Ở trong này có rất là nhiều cái sản phẩm cho các bạn lựa chọn. Ví dụ như mình chọn về những cái sản phẩm là sàn mẫu miễn phí nè, sàn sản phẩm mẫu miễn phí. Các bạn có thể yêu cầu các cái shop gửi sản phẩm mẫu miễn phí cho mình. Rồi ở đây có rất là nhiều dòng sản phẩm như là điện thoại và đồ điện tử nè, rồi chăm sóc sức khỏe nè, sắc đẹp chăm sóc cá nhân nè. Ví dụ mình sẽ chọn về một cái điện thoại và đồ điện tử đi, ví dụ vậy. Rồi bây giờ các bạn sẽ tận dụng như thế này. Các bạn sẽ chọn một cái sản phẩm nào đó mà ở trên TikTok có, mà ở nhà các bạn cũng đang có sẵn. Thì như vậy thì các bạn sẽ rất là tiện lợi. Rồi tiếp theo là gì? Tiếp theo các bạn sẽ quay cái video về cái sản phẩm đó. Các bạn sử dụng trải nghiệm, các bạn cảm thấy như thế nào thì các bạn sẽ hướng dẫn lại đúng như những gì các bạn trải nghiệm. Rồi sau khi các bạn quay video, các bạn hướng dẫn xong, chia sẻ xong cái trải nghiệm của mình về cái sản phẩm đó, thì bắt đầu các bạn sẽ đăng cái video lên trên cái kênh TikTok của mình. Rồi thì bây giờ trước khi mà các bạn đăng video lên á, thì các bạn ở đây các bạn sẽ thấy nè, có cái chữ là thêm liên kết. Mình chọn vào đây rồi mình chọn vào cái chữ là sản phẩm. Bước tiếp theo các bạn chỉ cần thêm một cái sản phẩm mà trong video các bạn đã quay sẵn. Các bạn chọn vào chữ thêm. Rồi các bạn chọn vào chữ thêm này. Rồi sau khi các bạn đã thêm sản phẩm thì các bạn chỉ cần nhập mô tả cho video. Tiếp theo các bạn đăng video lên bình thường. Sau khi các bạn đăng video lên thì trong video của các bạn, bên góc trái video sẽ có cái giỏ hàng như thế này. Khi khán giả họ xem video của các bạn, họ thấy hay, họ thấy thích và họ đang cần cái sản phẩm đó thì họ sẽ chọn vào đây để họ mua sản phẩm. Như vậy là các bạn sẽ có phần trăm hoa hồng ngay lập tức. Rất là đơn giản đúng không? Chúc các bạn thành công nha.